Xin chào anh em, mình là Hợp và đợt rồi mình có đi du lịch và bây giờ mới phục vụ được anh em. Hôm nay mình có về được một chiếc Bone Official Standard. Đây là một chiếc Bone dòng Engineer 2 với nó là một chiếc diver rất là phù hợp với anh em trong cái ngày hè này. Chiếc này thì phải nói là khá là đẹp, rất là đẹp và nó là một dòng cao cấp. Cho nên là mình sẽ bỏ qua nhanh về cái vấn đề mà mở hộp để cho anh em xem. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp bằng da. Chiếc bone này của mình về thì có bóc nhưng mà sổ thì nó đã thất lạc rồi và nó chỉ còn bóc trong bóc ngoài còn rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ này phải nói là một chiếc độc lạ đúng nghĩa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn khi sử dụng trong ngày hè. Đó. Như các bạn có thể thấy ở đây, đây là của mình có một chiếc Bone. Chiếc này là một chiếc Bone Engineer Master 2 Diver GMT. Nó là vừa là dòng diver với cái độ chống nước là 300m, vừa có chức năng GMT cũng như là chúng ta sẽ có một cái niềng benzen tính giờ lặn ở phía trong đồng hồ. Như các bạn thấy ở đây, mặt chiếc đồng hồ này rất là tuyệt vời với một cái mặt của nó được sử dụng hai màu, đó là màu đen và màu vàng. Và ở đây thì chúng ta sẽ có điểm thêm một chút màu đỏ ở cái kim GMT và cái chữ GMT ở dưới. Chiếc bone này của mình thì có size là 42mm, tuy nhiên là lắc nó rất là cụt, cho nên là các bạn đeo nhiều khi là nó sẽ tương đương với cả size 40 và 41mm. Với size này thì các bạn sẽ rất là dễ để lên tay và chúng ta sẽ chỉ cần tay khoảng tầm 15.5-16cm là chúng ta có thể đeo được chiếc này. Ở phía bên phải thì chúng ta sẽ có hai cái núm và hai núm này của chúng ta đều là núm screw down. Với hai núm screw down này thì chúng ta sẽ có một cái núm chính ở đây. Một núm chính của chúng ta ở đây thì nó sẽ sử dụng đó là cái núm để chúng ta có thể chỉnh giờ. Còn núm phía trên này là núm của chúng ta để có thể chỉnh cái benzen tính giờ lặn ở phía trong. Mặt dial của chúng ta thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có được chia thành 3 phần. Phần ngoài cùng của chúng ta thì chúng ta sẽ có đó là một cái niềng benzen xoay tính giờ lặn với cái phần từ 0 phút cho đến 15 phút thì được làm màu vàng khá là đẹp và được chia từng phút với các cái ống micro tube diver ở đây. Nhắc đến bone thì chắc chắn là các bạn sẽ biết là nó sử dụng tritium trong các cái ống micro tube này để làm dạ quang. Và như đây các bạn có thể thấy là nó được sử dụng ở đây rất là nhiều. Đếm tổng cộng thì nó sẽ có 53 ống micro gas tube này để sử dụng để làm dạ quang tritium ở đây. Các bạn có thể thấy ngay như cái số 12 này nó được ghép lại bởi rất là nhiều ống. Và ở từ 0 đến 15 của chúng ta thì chúng ta sẽ có rất khá là nhiều ống ở đây. Phía trong vòng thứ hai thì chúng ta sẽ có đó là 12 cọc số. Và tại 12 cọc số này thì chúng ta sẽ có cái con số 12 của chúng ta được làm để giúp cho chúng ta ấn định được cái vòng thứ hai này. Cái con số 15, 30 và 45 ở phía ngoài thì cũng sẽ giúp định dạng 3 vị trí là 3, 6, 9. Và sau khi các bạn xoay cái vòng benzen này thì chúng ta sẽ chỉ tính theo vòng benzen. Còn nếu để bình thường thì nó sẽ thay cho vị trí là 3, 6, 9 của cái cọc số. Và cọc số 12 của chúng ta ở phía trong. Cái cọc số 3, 6, 9 ở phía trong thì cũng được làm với cái dạng quang tritium của chúng ta. Vòng trong cùng của chúng ta sẽ là nơi chứa một cái vòng màu vàng. Vòng màu vàng này là chỉ GMT, tức là 24 giờ một múi giờ thứ hai. Và nó sẽ đồng thời là cái vạch chia phút với những cái vạch chia phút rất là nhỏ ở đây. Các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Đó. Ô lịch ngày của chúng ta thì được làm ở giữa góc 4 giờ và 5 giờ. Và với cái cách làm như vậy thì chúng ta sẽ còn đầy đủ là 12 cọc số, rất là dễ dùng. Logo Bone Official Standard thì được đặt ở góc 12 giờ. Chúng ta sẽ có bộ kim chính của chúng ta cũng được sơn màu vàng tiệp màu với màu niềng benzen và màu niềng trong này. Còn cái kim GMT của chúng ta sẽ được sơn đen và có đầu màu đỏ và giống với chữ GMT. Mặt trong của chúng ta thì sẽ được làm bởi những cái vân Guloche Cloud Paris rất là đẹp, nổi bật, khá là đẹp, tuyệt vời. Nói chung là đây là một cái mặt đồng hồ vừa nó không quá đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp. Nó đáp ứng đầy đủ cho chúng ta trên một chiếc diver với cái chức năng GMT khá là quan trọng khi mà chúng ta đi chơi nước ngoài. Và với cái chức năng diver thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm trong các mọi loại thời tiết cũng như là mọi loại địa điểm các bạn có thể đến. Đó. Chiếc này nó sẽ chỉ có một cái hạn chế là nó sử dụng cái tông màu đen và nó khá là gọi là trẻ trung và hầm hố, cho nên nó sẽ không phù hợp với những ai mà thích một chiếc red watch thời trang lịch sự. Cho nên là đây là một chiếc dành cho những ai có tính chất
thích adventure, thích mạo hiểm và thích làm với bơi lội lặn đủ kiểu đó. Mình sẽ vặn cái núm này ra và như các bạn thấy mình đang lên cót tay để cho kim dây nó chạy đó, và mình sẽ chỉnh cái giờ nó vào một góc để các bạn có thể dễ nhìn đó, ví dụ như góc này chẳng hạn. Thì các bạn đã thấy cái kim GMT của chúng ta nó lệch hẳn về một bên để lộ ra cái chữ GMT ở phía dưới, với lại nó che khuất. Khi mà chúng ta vào nấc 1 thì chúng ta sẽ có các bạn sẽ có là chỉnh đây. Hiện tại mình sẽ vào nấc 1. Đó. Chúng ta quay ngược là chỉnh lịch. Đó. Và khi các bạn quay xuôi thì chúng ta sẽ chỉnh kim GMT. Và các bạn thấy kim GMT của chiếc này nó nhảy khá là hay, bởi vì kim nó làm cụt nên chúng ta thấy nó nhảy cực kỳ dứt khoát và nó chuẩn vào các góc. Nếu mà chỉnh vào nấc 2 thì chúng ta sẽ là chỉnh giờ. Đó. Bạn sẽ thấy với cái này thì mình quay lên khoảng tầm này. Rồi. Đó là cái núm chính của chúng ta. Thì chúng ta núm chính này của chúng ta sẽ có những chức năng như sau. Đầu tiên là cái núm, nó là núm scale down, núm vặn để giúp cho chúng ta chống nước. Vào nấc thứ nhất thì các bạn sẽ chỉnh GMT và chỉnh lịch với hai hướng ngược nhau. Và nấc thứ hai trong cùng thì chúng ta sẽ là chỉnh giờ. Còn với cái núm ở trên này thì là chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta quay cái vòng benzen. Núm này nó được làm một cái nấc khóa sẵn. Đó, và các bạn có thể nghe thấy tiếng tích 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 khi mình chụp. Nó là cái niềng benzen trong nhưng nó cũng có những cái nấc răng cưa để chúng ta có thể chỉnh rất là hay. Đó, và khi các bạn chỉnh cái này thì các bạn có thể tự xoay luôn rất là dễ. Nó là xoay một chiều các bạn nhé. Và chúng ta sẽ không phải vặn ra gì cả. Chúng ta chỉ việc xoay thôi theo chiều kim đồng hồ thôi. Đó. Phần thân của chúng ta thì được làm bằng thép không gỉ và sau đó phủ một lớp DLC màu gunmetal. DLC là Diamond Like Carbon. Gunmetal tức là cái màu ghi nòng súng, và với cái màu này thì khi các bạn va viết các thứ và với cái lớp phủ DLC thì dù các bạn có va hoặc là có xước thì nó cũng sẽ không lộ ra cái chất thép, và nó sẽ suốt là nó sẽ chỉ là cái màu gunmetal này thôi. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái mặt sau của chiếc đồng hồ Bone với đầy đủ những cái thông tin. Như ở đây các bạn có thể thấy là MB Microtech này, Illumination tức là nói về cái tritium. Và chúng ta sẽ có serial number cũng như là mã đầu của sản phẩm là DG1020A. Đó. Độ chống nước của chiếc này thì được hiển thị ở phía trên 300 m, tương đương là 1000 feet. Chiếc này thì ngoài độ chống nước tốt ra thì nó sẽ còn một cái phần đó là anti-magnetic, tức là phần này của chúng ta sẽ là chống nhiễm từ, và cái độ chống nhiễm từ của nó đo được là 4800 A trên M. Đây là một cái đơn vị đo chống nhiễm từ, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và ngoài ra thì chiếc này nó còn chống sốc nhẹ với cái sốc resistance là 5000 GS. Với cái mức chống sốc đó thì các bạn có rung tay lắc bơi các thứ thì chúng ta vẫn thoải mái, hoặc là chúng ta có thể đi mô tô các thứ thoải mái. Tuy nhiên với những cái hoạt động mạnh như là đánh tennis các thứ thì chúng ta không nên. Đó. Đi kèm với chiếc này là một sợi dây cao su, và sợi dây cao su rubber của nó thì được làm màu đen, với cái phần trên này như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ được làm một phần vân, và cái phần dưới của chúng ta thì sẽ được làm đó là hoàn toàn là trơn. Đó. Phần dây trên của chúng ta cũng vậy, và chiếc này sẽ sử dụng đó là hai đĩa cũng như là chúng ta sẽ có một cái khóa bôn ở đây. Khóa bôn của chiếc này thì nhìn thì tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà thực sự là cái bôn họ làm rất là tốt ở trong cái phần khóa này. Như các bạn thấy là cái phần khóa này thì nó có một cái góc chữ bôn ở phía trên, phía bên tay phải, và ở phía bên cạnh của chúng ta thì chúng ta sẽ có đó là vít. Toàn bộ trên cái khóa này nó sử dụng vít đó. Và chiếc bôn này thì có cái giá chính hãng khá là đắt và khoảng 3.199 đô. Với 3.199 đô thì các bạn sẽ có một chiếc bôn mới new, và với mức giá 3.199 thì nó sẽ tương đương khoảng tầm 80 triệu, hơn 80 triệu gì ấy, cho đến 9 gần hơn 80 triệu một chút. Còn với chiếc này đã qua sử dụng mà mình còn full móc như vậy, chỉ có thiếu sổ và thẻ thôi, mà trong tình trạng rất là tốt và đẹp, thì với cái chiếc này thì bên mình bán với mức giá là 25 triệu đó. Nên nếu như anh em có nhu cầu về chiếc bô này có thể liên hệ bên mình. Ở đây là một chiếc qua sử dụng còn rất tốt và thực sự là còn rất là đẹp. Nếu như anh em có nhu cầu về một chiếc đồng hồ diver mà độc, mà hiếm, mà đẹp thì anh em nên chơi chiếc này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.